À, cái thân máy này là nó là thân máy đã hắc rồi nha. Có thể chơi đĩa chép hoặc là ổ cứng ngoài. Cái nguyên gốc của nó là máy hệ Mỹ. À, tình trạng cái máy á, thì là còn khá là mới. Còn cái máy này là máy nguyên zin, chưa có hắc. Máy thì hình thức máy còn rất là mới luôn. Nhưng mà mất hai cái nắp này rồi, hai cái nắp này để che bụi thôi. À, nguyên gốc của cái máy này nó là hệ ban. Hệ ban là chơi với đĩa gốc, nếu máy chưa hắc á, thì là chơi với đĩa gốc châu Âu hoặc là thị trường Úc. Còn tất cả những cái phụ kiện này đúng ra nó kèm theo cái máy nguyên gốc đó, cho nên tất cả các phụ kiện còn rất là mới. Máy bán kèm theo thì chỉ kèm theo một cái tay thôi nha, một tay một nunchuck jack và kèm theo một cái cục motion plus này. Hai cái bao silicon này cũng còn mới tinh luôn. À, số đĩa game copy này là đi kèm với lại cái máy đã hack nha. Đã hack thì là chơi được mấy cái đĩa chép này đây, kèm theo 10 cái. Cái adaptor zin thị trường châu Âu cho nên nó xài ba chấu này nha.